Al Nassr đã bắt đầu trận đấu tốt hơn so với đội Abha. Cristiano Ronaldo đã đánh gót để phát động tấn công dẫn đến bàn mở tỷ số chỉ sau 3 phút. Sau đường truyền của CR7, Marcelo Brozovic tạt bóng để Otavio sút vào góc trái không thành, nâng tỷ số lên 1-0. Ronaldo một lần nữa tham gia vào tình huống ghi bàn ở phút 28 khi anh chuyền cho Sadio Mane và sau đó Talisca sút sâu kinh thủ môn Cyprian Tatarosanu, nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr. Mặc dù Abha có một bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 36 từ quả phạt đền của Sadbegi, nhưng Al Nassr vẫn giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong trận đấu này, Cristiano Ronaldo đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn, bao gồm cả một pha việt vị và cú sút đầu bị thủ môn đẩy ra. Tuy nhiên, anh vẫn đang dẫn đầu cuộc đua vô phá lưới tại Saudi Pro League năm 2023 đến năm 2024 với 10 bàn thắng.